quay phim chụp ảnh cưới luôn là sự chuẩn bị đầu tiên đối với hầu hết các bạn trẻ khi quyết định thành hôn chính vì vậy mà nghề chụp ảnh cưới đã tồn tại gần 200 năm nay nhưng làm sao có thể phá bỏ tất cả những quy tắc trước đây để có một video clip cưới đẹp sự mới lạ độc đáo để xây dựng một kịch bản quay phim cưới nằm ở trong chính chúng ta hãy cùng hà nội studio tham khảo các loại video clip cưới để sáng tạo cho mình một phong cách mới các mẫu quay video chụp hình cưới quay pre wedding quay phim pre wedding là một thể loại phim cưới mới nhất hiện nay để giải thích theo nghĩa tiếng Việt thì có nghĩa là video cưới được quay trước ngày cưới. Đây là sự đột phá hoàn toàn mới mẻ so với việc quay phim chụp ảnh cưới hỏi truyền thống. Việc kết hợp chụp ảnh cưới dã ngoại với quay video wedding là sự sáng tạo vô giá. Bên cạnh những bức hình cưới đẹp thì khách tham dự tiệc cưới sẽ thưởng thức cả một tình yêu. Một clip ngắn cùng câu chuyện đặc sắc và những bản nhạc lãng mạn là tất cả những gì tuyệt vời nhất. Đây được coi như những lời tỏ tình cầu hôn mà đôi lứa muốn dành cho nhau. Quay MV cưới, những bài hát ngọt ngào, những cảnh quay lãng mạn, những câu chuyện tình yêu cảm động. Bạn đã bao giờ nghĩ còn gì đáng giá hơn một MV cưới khi chính cô dâu chú rể là ngôi sao tỏa sáng? Có thể bạn chưa bao giờ dám đứng hát trước đám đông, nhưng chúng ta không thể ngừng lời ca tiếng hát trước người bạn đời của mình. Hãy làm điều đó bằng tất cả trái tim tặng cho một đứa của mình. Hà Nội Studio sẽ giúp bạn có một dịch vụ quay phim, chụp ảnh cưới đẹp nhất. Dịch vụ quay clip MV cưới của Hà Nội Studio sẽ giúp bạn vững tin hơn. Hãy thổ lộ lời yêu thương với người bạn đời bằng một ca khúc của chính mình. Để rồi 50 hay 60 năm sau chúng ta cùng ngồi xem lại và dịp kỷ niệm ngày cưới những nụ cười, những giây phút hạnh phúc bên nhau sẽ luôn theo bạn bởi mv cưới lãng mạn này. quay phim đám cưới, quay phim đám cưới hay còn gọi là quay phim cưới truyền thống, quay phim hay chụp ảnh cưới là một khâu quan trọng trong các bước chuẩn bị cưới từ bao thập kỷ này. việc giữ lại những hình ảnh đầy đủ của ngày cưới giống như một khâu chuẩn bị không thể thiếu. đầy lý do chúng ta chọn thuê quay phim cưới truyền thống như một phong tục truyền thống. tất cả khâu chuẩn bị, những lời chúc mừng của hai bên sẽ được thợ quay phim ghi lại đầy đủ. quay phim đám cưới hà nội thường sẽ đạt đầy đủ các nghi thức, phong tục, đặc biệt là các khâu chuẩn bị đón tiếp đến lúc tiễn khách ra về. Có lẽ sau ngày cưới chẳng cô dâu chú rể nào còn nhớ hết ngày hạnh phúc của mình như thế nào. Giờ thì bạn có thể yên tâm khi dịch vụ quay video chụp hình cưới của chúng tôi giúp bạn làm điều đó. Quay phim phóng sự cưới. Quay phim cưới phóng sự là thể loại clip cưới ngắn, có cốt chuyện đầy đủ. Khác với sự rườm rà trong video cưới truyền thống, video phóng sự cưới đẹp và xúc tích hơn. Quay phim phóng sự cưới có thể lồng ghép thêm lời chúc mừng của gia đình bạn bè. Đôi khi có thể phỏng vấn lồng ghép những trạng thái cảm xúc thực của cô dâu chú rể quay phim phóng sự cưới ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh để có nét đặc điểm chung về khâu chuẩn bị. Việc quay cảnh chuẩn bị trang phục, trang điểm thể hiện rõ nét sự hồi hộp, hạnh phúc của cặp đôi. Cảnh quay ngắn, xúc tích cô động để lại ấn tượng đẹp là những gì có trong clip phóng sự cưới. Thời gian clip cưới từ 5 đến 7 phút là độ chín mùi đủ nồng men say trong cảm nhận tình yêu. Ý nghĩa quay phim chụp ảnh cưới hỏi trong đời người thì ngày cưới là ngày cả cô dâu và chú rể được tỏa sáng nhất. Mọi ánh mắt, lời chúc phúc đều hướng tặng dành cho cặp đôi. Việc quay phim chụp ảnh kế hỏi sẽ rất là hữu ích để lưu lại giây phút này bên cạnh đó kết hôn còn là bước ngoặt lớn quyết định tương lai của cả một đời người chính vì vậy tìm được một cửa tiệm quay phim chụp hình cưới ưng ý là điều không thể thiếu quay phim chụp hình cưới là cơ hội để cả gia đình được những bức hình chung đây cũng là dịp để anh em bạn bè cùng lưu lại bên nhau những kỷ niệm khó quên không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội gặp mặt đầy đủ trong trang phục trình đề như này vậy tại sao lại bỏ lỡ dịp thuê chụp ảnh cưới chuyên nghiệp để có những bức hình chung dù là dịch vụ quay phim chụp ảnh cưới giá rẻ hay đắt nhưng đều mang lại giá trị lớn mỗi hình ảnh đều đem đến cho chúng ta nhiều kỷ niệm Giá dịch vụ quay phim chụp ảnh cưới. Đối với các bạn trẻ tuổi thì việc thuê dịch vụ quay phim cưới giá rẻ thường là lựa chọn hàng đầu. Thấu hiểu được mong muốn có một clip cưới đẹp giá rẻ của các bạn. Hà Nội Studio cung cấp cho bạn những gói quay phim chụp ảnh cưới tiết kiệm nhất. Chúng tôi cam kết với chi phí thấp nhất nhưng vẫn tạo ra những tấm hình cưới đắt giá nhất. Chỉ từ 2 triệu đồng bạn đã có ngay một clip cưới đẹp như mơ. Giá quay phim cưới không phải phụ thuộc vào số lượng mà phụ thuộc chất lượng. Cái mà Hà Nội Studio mong muốn là tạo ra những dấu ấn, cảm xúc đẹp của bạn qua hình ảnh.